Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Nguyên Audio đang có mặt tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Và hôm nay thì cửa hàng Nguyên Audio đi ship cho quý khách ở Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình một siêu phẩm, đó là đôi loa bãi KLH đến từ nước Mỹ. Và hôm nay thì đến tại nhà bác thì có bác bán ở nhà và anh con trai bác đang sinh sống tại trong thành phố Hồ Chí Minh, đã mua về để tặng cho bố mẹ. Và hôm nay thì Nguyên Audio cũng xuống tận nhà bác bá, trước tiên là thăm sức khỏe gia đình bác bá, và có mang đôi loa theo yêu cầu của anh là đặt tại cửa hàng Nguyên Audio. Và đôi loa này thì rất là đẹp và sang trọng, với một cấu hình cực khủng luôn quý vị nhé. Đôi loa đến từ nước Mỹ. Nguyên Audio sẽ bỏ căng ra. Đôi loa sử dụng 3 đường tiếng, có hai loa bát lớn có đường kính 30 cm, màng giấy gân mút, sử dụng một loa chung và một chiếc loa chép đôm. Đôi loa này thì gia đình có thể chơi được 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình thì rất là hay, với một chất âm tràn đầy uy lực và mạnh mẽ như Nguyên Audio cũng đã giới thiệu trên YouTube rồi quý vị nhé. Và hôm nay thì đến tận nhà bác để lắp. Đây là toàn cảnh gia đình nhà bác qua một quãng đường cũng gần 200 km. Nguyên Audio thì cũng rất là quý khách, cũng đi khắp lắp cho khách cũng trên khắp mọi miền Tổ quốc rất là nhiều. Cháu xin cảm ơn bác rất là nhiều nhé, và đã ủng hộ cho cửa hàng nhà cháu nhé. Chúc bác năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Vâng ạ. Và bây giờ để cháu lắp để test cho bác. Cơ chế này là phải uy tín nhỉ, phải là cái uy tín rồi, bởi vì là bán chủ yếu là cho khách quen. Xong rồi là đem công